Dạ, chưa? ok. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người cái cây nước Zuban thương hiệu độc quyền của AutoShop. Cái cây này thì bên mình vừa mới bắt đầu triển khai trên thị trường và nó có rất nhiều những cái tính năng ưu việt so với những dòng sản phẩm khác đang có trên thị trường. Thứ nhất mà mọi người có thể nhận thấy đấy là cái màn hình rất là to, thể hiện những cái thông số nhiệt độ, thậm chí là cả thời gian, thứ ngày tháng nó rất là rõ ràng, nhìn cảm quan rất là đẹp. Toàn bộ những cái giao diện của nó thì đều bằng tiếng Việt, đều bằng tiếng Việt, đến cả cái hướng dẫn sử dụng ở bên hông bên mình cũng làm bằng tiếng Việt để cho mọi người đều có thể làm được. Nó khác hoàn toàn so với những cái sản phẩm khác trên thị trường, đấy là mọi người làm bằng tiếng Trung Quốc. Tiếng Trung Quốc thì cũng có thể là cây nó có nhiều tính năng nhưng mà mọi người không thể sử dụng được hết những cái tính năng của nó. Thì cái cây Zuban này của mình có mấy cái điểm nhấn như thế này. Các bạn có thể là cài đặt được ngày tháng. Đây, các bạn có thể cài đặt được ngày tháng năm. Ngày tháng năm, thứ ngày tháng. Đấy, đấy là cái thứ nhất. Có thể cài đặt được cài đặt được cái nhiệt độ mà mình mong muốn. Ví dụ như là mình muốn cái cây nước này của mình đun sôi đến 100 độ nó dừng lại, hoặc là 80 độ, 85 độ dừng lại thì hoàn toàn có thể cài đặt được. Ví dụ cây nước này của mình là mình đang muốn nó đến 95 độ nó dừng. Đấy, đấy là cái tính năng thứ hai. Cái tính năng thứ ba nữa đấy là cái cây nước này mình có thể là cài đặt được cái chức năng hẹn giờ. Cái chức năng hẹn giờ từ thứ hai đến chủ nhật. Tức là thế này, thứ hai bạn muốn 7:30 cây đun nước này nó tự động nó bật và 9:30 nó tự động tắt, và cái chu trình đấy nó lặp từ thứ hai đến chủ nhật là mình hoàn toàn có thể cài đặt được. Cái tính năng này là cái tính năng vượt trội của cây đun nước Zuban, và theo mình biết là chưa có cái cây nước đun nước nào mà có thể là cài đặt được cái tính năng này. Ví dụ như là bạn nếu bạn sử dụng cái tính năng này thì nó có thể là tiết kiệm được khoảng 50% cái tiền điện của cây đun nước. Nếu trong trường hợp là hết ca làm việc của các bạn đấy, khoảng 9:30 các bạn ấy tắt ca làm việc và quên không tắt cái cây đun nước này, thì cây đun nước nó hoạt động cả đêm thì rất tốn cái tiền điện. Với công suất của cây này nó là 3.000W. Đấy, ví dụ như là mình muốn cài đặt từ thứ hai đến chủ nhật thì mình sẽ cài đặt được đây nhá, từ thứ hai đến chủ nhật, thời gian tắt, thời gian bắt đầu mở này, phút bắt đầu mở này, đây là thời gian buổi tối bắt đầu tắt này, đấy, và đây là lưu cái chế độ cài đặt. Đấy, tóm lại là nó rất là tiện ích. Và trên thị trường bây giờ thì các cửa hàng đang dùng cái cây đun nước phổ thông nhất là cái cây đun nước 10 lít. Cây đun nước 10 lít thì cái cây đấy giá trên thị trường nó rơi vào khoảng từ 4 triệu đến 4 triệu 880 nghìn. Và nó chỉ có mỗi một cái nhược điểm mà anh chị bán hàng nào cũng gặp phải, đấy là mỗi một lần đấy chỉ lấy được tối đa 5 lít nước. 5 lít nước đảm bảo nhiệt độ có thể pha trà được. Còn với cây đun nước mà 20 lít của hãng Zuban của mình thì thực tế là mình vừa mới đong xong. Mình vừa mới đong xong là mình lấy được 12 lít nước liên tục. Và giá bán lẻ trên thị trường là 5.880.000. Tức là so với giá bán lẻ thì hơn những cây khác trên thị trường khoảng 1 triệu. Nhưng mà về tính năng, về tiện ích, về tiết kiệm điện thì nó hơn rất là nhiều so với những cái cây, những cái sản phẩm khác của những thương hiệu khác.